hải đường bạn ơi, sau Tết rồi mà những cây hải đường vẫn còn, những cây rất là đẹp luôn ạ. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua những cái chậu hải đường rất đẹp như này thì vui lòng alo thật sớm nhé bạn nhá. Chiều cao của cây khoảng tầm 1 mét. Tán tròn đẹp. Đẹp luôn ạ. Đây là những cái nụ rất là to và chuẩn bị nở những bông hoa. Lá đẹp, dày xanh dày đẹp. Các bạn có nhu cầu alo thật sớm nhé bạn nhá.